Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ngữ pháp trung cấp nhé. Mình lưu ý rằng cái phần ngữ pháp trung cấp này mình vẫn nối tiếp theo tiến trình giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, quyển số 3. Mình lưu ý rằng mỗi ngữ pháp thì mình sẽ chia ra làm một video khác nhau, thì các bạn lưu ý nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có ngữ pháp bài số 1, đó là ngữ pháp danh từ hoặc là phó từ cộng với 밖에, mang nghĩa là chỉ. Các bạn hãy theo dõi nhé. Chúng ta sẽ có 밖에 thì được đứng đằng sau danh từ hoặc là phó từ. Danh từ thì các bạn đã biết rồi. Còn phó từ chúng ta hiểu đó là những cái từ chuyên đi kèm động từ hoặc là tính từ để bổ sung ý nghĩa, làm rõ nghĩa cho động từ hoặc là tính từ đó. Các bạn có thể hiểu phó từ ở đây có thể là gì nhỉ? Rất hoặc là quá hoặc là lắm, vân vân. Thì các bạn có thể xem lại một cái video mình có trình bày, đó là 50 phó từ được sử dụng nhiều nhất. Thì các bạn có thể tìm xem để hiểu rõ hơn phó từ là gì nhé. Và các bạn lưu ý rằng 밖에 thì nó mang nghĩa là chỉ hoặc là ngoài cái gì đó ra, thì không còn cái sự lựa chọn nào khác. Nó thể hiện cái trường hợp mà không thể có sự lựa chọn hoặc là khả năng khác, chỉ còn đó là sự lựa chọn duy nhất thôi. Ví dụ là gì nhỉ? Trong lớp chỉ còn ngoài tôi, hoặc là gì? Chỉ còn tôi, hoặc là trong lớp không còn ai ngoài tôi cả. Thì lát nữa các bạn sẽ đi vào ví dụ và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ngữ pháp này. Như vậy các bạn lưu ý nhé, đối với ngữ pháp này thì đằng trước nó sẽ kết hợp với một danh từ ký hiệu bằng một chữ N thế này, hoặc là phó từ. Các bạn lưu ý nhé. Và các bạn lưu ý rằng 밖에 đằng sau của nó thường kết hợp với các trạng thái, các hình thái phủ định, tức là các từ chỉ phủ định như là gì? Từ an có nghĩa là không này, một có nghĩa là không thể, hoặc là opta có nghĩa là không có, hoặc là moruta là không biết, vân vân, nhiều từ khác. Các bạn lưu ý, thường đằng sau của 밖에 sẽ là các từ chỉ hình thái phủ định nhé. Các bạn lưu ý. Và bây giờ để các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những ví dụ cụ thể. Ví dụ đầu tiên, 남은 시간이 5분밖에 없어요. 남은 시간이 5분밖에 없어요. Có nghĩa là thời gian còn lại chỉ còn 5 phút thôi. Tức là không còn quá 5 phút, tức là chỉ còn 5 phút thôi. Ở đây chúng ta sẽ có 남은 시간. Có nghĩa là gì? Thời gian còn lại. Chúng ta có 남다 có nghĩa là còn lại. Còn khi mà nó kết hợp với danh từ ấy, thì chúng ta sẽ có đây là định ngữ cho danh từ này. 남은 시간 có nghĩa là thời gian còn lại. Đây được coi là một cụm danh từ nhé. 남은 시간. 5분 có nghĩa là 5 phút. 밖에 có nghĩa là gì? Chỉ 5 phút. 없어요 có nghĩa là không còn. Tức là thời gian còn lại chỉ còn 5 phút thôi. Chỉ còn ngoài 5 phút. Chỉ còn 5 phút tức là không còn ngoài 5 phút. Các bạn hiểu là như thế nhé. Khi mà kết hợp với 밖에 như thế này, đằng sau nó sẽ thường là những cái từ chỉ phủ định. Cụ thể trong trường hợp này là từ 없다 có nghĩa là không có. Tức là gì? Không có ngoài 5 phút, thời gian còn lại này sẽ không có ngoài 5 phút. Tức là chúng ta hiểu thời gian còn lại chỉ còn 5 phút. Chúng ta có từ 밖 này nó mang nghĩa là ngoài hoặc là chỉ. 밖에 mang nghĩa là chỉ. Còn 밖 có nghĩa là ngoài. Tức là chúng ta có thể dịch một cách rất là sát nghĩa như thế này. 없어요 có nghĩa là không có ngoài 5 phút. Tức là cái thời gian còn lại ấy, không có ngoài 5 phút nữa. Tức là chỉ còn lại 5 phút thôi. Không được hơn 5 phút mà chỉ là 5 phút thôi. Tiếp theo, 시험 시간이 5분밖에 안 남았어요. 시험 시간이 5분밖에 안 남았어요. Có nghĩa là thời gian thi không còn quá 5 phút. Nó cũng giống như câu trên này, tức là gì? Thời gian thi chỉ còn lại 5 phút, tức là chỉ còn 5 phút thôi, không quá 5 phút, không phải là 5 phút rưỡi, không phải là 6 phút, mà chỉ còn là 5 phút thôi. Chúng ta có 시험 시간 có nghĩa là gì? Thời gian thi hoặc là giờ thi đấy. 시험 có nghĩa là thi mà. 5분 là 5 phút. 밖에 có nghĩa là gì? Ngoài 5 phút. 안 có nghĩa là không. 남았어요. Chúng ta có từ 남다 là dạng nguyên thể có nghĩa là gì? Còn lại. 안 남았어요 có nghĩa là gì? Không còn lại. Ngoài 5 phút. 시험 시간이 5분밖에 안 남았어요. Chúng ta dịch nhá. 안 남았어요 có nghĩa là không còn. 5분밖에 ngoài 5 phút.
시험 시간, thời gian thi. Thời gian thi không còn ngoài 5 phút hoặc là gì? Thời gian thi không còn quá 5 phút, hoặc chúng ta hiểu là gì? Thời gian thi chỉ còn lại 5 phút thôi. Như vậy chúng ta hiểu nhá, khi mà kết hợp với pakke này thì đằng sau của nó thường là những trạng thái phủ định kết hợp với an, hoặc là có nghĩa là không này, hoặc là없어요 có nghĩa là không có này. Các bạn lưu ý nhá. Một ví dụ nữa. 보고서를 제출한 사람이 반밖에 안 돼요. 보고서를 제출한 사람이 반밖에 안 돼요. Có nghĩa là người trình bày báo cáo chỉ còn một nửa. Chúng ta có nhá. 보고서를 제출한 사람 có nghĩa là người trình bày báo cáo. 반밖에 có nghĩa là gì? Một nửa, ngoài một nửa này. 안 돼요 có nghĩa là không được. Chúng ta hiểu là gì? Cái người trình bày báo cáo ấy không được ngoài một nửa, tức là chỉ còn một nửa thôi. Không còn ngoài một nửa tức là không còn quá một nửa. Như vậy tức là chỉ còn một nửa thôi, không hơn. Như vậy chúng ta hiểu nhá, người trình bày báo cáo chỉ còn lại một nửa. 보고서를 제출한 사람이 반밖에 안 돼요. Người trình bày báo cáo không được, không còn quá một nửa, tức là chỉ còn một nửa thôi. Một ví dụ nữa, một hội thoại nhỏ nhỏ. Bơn pen chôn bí lio chú xeo. Bơn pen chôn bí lio chú xeo. Cho tớ mượn bút chì với. Bơn pen có nghĩa là bút chì. Bí lio chú xeo. Chôn bí lio chú xeo có nghĩa là gì? Cho tớ mượn bút chì một chút, một lát, một ít. Bơn pen chôn bí lio chú xeo. Và bạn ấy trả lời rằng 저도 bơn pen이 하나밖에 없어요. 미안해요. 저도 볼펜이 하나밖에 없어요. 미안해요. Có nghĩa là tớ cũng chỉ có mỗi một cái thôi. Xin lỗi cậu. 저도 có nghĩa là tôi, tớ, mình cũng. 볼펜 là bút chì. 하나 có nghĩa là một. 하나밖에 có nghĩa là gì? Ngoài một cái thì 없어요. Không có. Tớ không có ngoài một cái. Tức là tớ chỉ có một cái thôi, tớ không có cái thứ hai. 저도 볼펜이 하나밖에 없어요. 미안해요. Tớ cũng chỉ có một cái thôi mà, xin lỗi cậu. Như vậy nhá, ở đây chúng ta có 하나밖에 mang nghĩa là gì? Ngoài một cái thì 없어요 thì không có, ngoài một cái thì không có cái nào khác, tức là chỉ có một cái thôi. Một ví dụ nữa. 왜 그렇게 안 먹어요? 왜 그렇게 안 먹어요? Sao cậu không ăn thế? 긴장이 돼서 조금밖에 못 먹겠어요. 긴장이 돼서 조금밖에 못 먹겠어요. Có nghĩa là tớ căng thẳng nên sẽ chỉ ăn được một chút thôi. Ở đây chúng ta có 긴장이 돼서 có nghĩa là gì? Vì căng thẳng chúng ta có 긴장이 되다 mang nghĩa là căng thẳng, sẽ chết đấy. 서 mang nghĩa là vì nên. Vế đằng trước của 서 sẽ là động từ chia theo đuôi 요, bỏ 요 đi kết hợp với 서. Và nó sẽ là mệnh đề nguyên nhân. Sau so sẽ là một mệnh đề kết quả. Vì tớ căng thẳng nên 조금밖에 có nghĩa là gì? Ngoài một chút thì 못 là không thể. 먹다 là ăn. 겠어요 có nghĩa là sẽ. Tớ sẽ không thể ăn ngoài một chút. Tức là tớ chỉ ăn được một chút thôi. Ngoài cái chút đó ra ấy, thì tớ không ăn thêm được chút nào cả. Thì chúng ta sẽ dịch một cách hay ho hơn sẽ là gì? Tớ sẽ chỉ ăn được một chút thôi. 조금밖에 못 먹겠어요. 긴장이 돼서 조금밖에 못 먹겠어요. Vì tớ căng thẳng nên tớ sẽ chỉ ăn được một chút thôi. Và mình sẽ lưu ý mở rộng thêm cho các bạn một chút về ngữ pháp này. Các bạn nghe rất là quen đúng không? Ví dụ là gì? Tôi chỉ ăn được một chút thôi. Thì cái từ chỉ đó nó rất giống một ngữ pháp chúng ta đã được học, đó là man. Thì các bạn lưu ý rằng cái trường hợp mà bạc kê cộng với sự phủ định, bạc kê và sự phủ định ở đây có thể là an hoặc là mốt hoặc là ọc tà đấy. Thì các bạn có thể sử dụng thay thế bằng ngữ pháp đó là man cộng với sự khẳng định. Để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn hãy theo dõi ví dụ nhé. Ví dụ như 교실에 유나 씨만 있어요. 교실에 유나 씨만 있어요. Có nghĩa là
Trong lớp chỉ có Yuna thôi. 교실에 có nghĩa là trong lớp, trong phòng học. Yuna 씨 có nghĩa là gì? Bạn Yuna hoặc là chị Yuna chẳng hạn. Man có nghĩa là chỉ. Chúng ta có man gắn ngay vào sau danh từ. Isseo có nghĩa là có. Có nghĩa là trong lớp học ấy thì có chỉ mỗi Yuna thôi. Hoặc là gì? Chỉ có Yuna thôi. Thì chúng ta có từ isseo là một từ khẳng định mang nghĩa là có, đúng không? Thì nó sẽ tương tự với ngữ pháp đó là 밖에 cộng với sự phủ định. Các bạn hãy xem một câu tương tự nhé. 교실에 유나 씨 밖에 없어요. 교실에 유나 씨 밖에 없어요. Có nghĩa là gì? 교실에 trong lớp học này, 없어요 không có này. 유나 씨 밖에 có nghĩa là gì? Ngoài 유나 thì không có. Tức là ngoài 유나 thì sẽ không có ai khác hoặc là gì? Chỉ có 유나 ở trong lớp học thôi. Như vậy câu đầu tiên 교실에 유나 씨만 있어요. Chúng ta dịch là chỉ có Yuna ở trong lớp. Đây là một câu khẳng định đúng không? Kết hợp với man. Và sẽ một câu là gì nhỉ? Ngoài Yuna thì không có ai ở trong lớp. 교실에 유나 씨밖에 없어요. Có nghĩa là ngoài Yuna, Yuna 씨밖에, ngoài Yuna thì 교실에 없어요, trong lớp không có ai cả. Các bạn đã hiểu về cách sử dụng chưa? Man cũng mang nghĩa là chỉ, kê cũng có mang nghĩa là chỉ, nhưng nó sẽ kết hợp với những từ phủ định khi mà nó đi với bạc kê. Còn khi mà kết hợp với man thì nó chỉ đi với sự khẳng định thôi. Như vậy, phạm vi sử dụng của man thì nó hạn chế hơn, đúng không? Một ví dụ nữa để các bạn hiểu hơn về cách so sánh với man. Các bạn hãy nhìn nhé. 오늘 빵만 먹었어요. 오늘 빵만 먹었어요. Có nghĩa là hôm nay tôi đã ăn chỉ bánh mì thôi. Chúng ta có pang có nghĩa là bánh mì, man có nghĩa là chỉ. Nó gắn ngay vào sau danh từ. Pang man có nghĩa là chỉ bánh mì. 먹었어요 có nghĩa là đã ăn. 오늘 là hôm nay. Hôm nay tôi đã ăn chỉ mỗi bánh mì thôi. Nó sẽ tương tự với câu này. 오늘 빵 밖에. Các bạn lưu ý mình viết sai một chút. 밖 nhá, đây là từ 밖 nhá. 오늘 빵 밖에 안 먹었어요. Chúng ta hiểu rằng 오늘 hôm nay 빵 밖에 có nghĩa là gì? Ngoài bánh mì ra thì 안 먹었어요. Tôi đã không ăn cái gì cả. Thì như vậy các bạn hiểu rằng hai câu này nghĩa nó tương tự nhau. Câu đầu tiên 오늘 빵만 먹었어요. Hôm nay tôi đã ăn chỉ mỗi bánh mì thôi. Còn 오늘 빵 밖에 안 먹었어요 có nghĩa là hôm nay thì ngoài bánh mì ra thì tôi không ăn cái gì khác. 오늘 빵 밖에 안 먹었어요. Hôm nay ngoài bánh mì ra thì tôi không ăn cái gì khác cả. Như vậy các bạn đã hiểu chưa nhỉ? 빵 man với lại 빵 밖에 thì nó sẽ khác nhau một chút, đó là khi mà kết hợp với man ấy thì đằng sau sẽ là một từ phủ khẳng định. Còn khi mà kết hợp với 밖에 thì đằng sau nó thường kết hợp với an này hoặc là mốt có nghĩa là không thể hoặc là 없다 có nghĩa là không có chẳng hạn, vân vân. Thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn ngữ pháp trung cấp đầu tiên nằm trong tập trung cấp 3 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt. Mình sẽ lần lượt trình bày những ngữ pháp còn lại ở từng video sau. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn. 여러분 감사합니다.